Ừ. Lúc cuối rồi. Không dưới nên là thank you.
Xong xuống ăn đi nha. Đang chịu lắm, kêu dữ không biết đường. Kêu mà không nghĩ đúng. Ok, cho ta ăn, cho ta ăn. Để quốc tế thứ nhì là mấy đứa con nít có được nghỉ không ta? Hình như không đúng không? Bạn đi học bình thường đúng không?
Trường đau rồi đó. Chúng mâu cái gì đâu. Ồ.